Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Những thông tin muôn màu thú vị trên khắp thế giới sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển đến quý vị trong 20 phút của chương trình. Vâng, và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được bắt đầu với thông tin trên lĩnh vực xây dựng đô thị. Thưa quý vị, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, không gian đô thị được mở rộng đã hình thành một số cực tăng trưởng chủ đạo tại các đô thị lớn, nhất là tại hai đô thị loại đặc biệt là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại. Hạ tầng xã hội đô thị được đa dạng hóa, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, kinh tế đô thị tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên, đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Đô thị hóa không đồng đều giữa các vùng miền, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp so với mức trung bình của các nước trong khu vực ASEAN và bình quân của thế giới. Quá trình đô thị hóa phát triển theo chiều rộng là chủ yếu với mật độ thấp và phân tán, gây lãng phí về đất đai, hạn chế tích tụ kinh tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, chi phí vận tải tăng cao, chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu toàn cầu dễ bị đứt gãy, dự báo giá phân bón trong nước cũng như trên thế giới từ giờ đến cuối năm 2021 duy trì ở mức cao. Giá các mặt hàng phân bón hiện đã cao hơn 2 đến 2,3 lần so với đầu năm nay và đang là gánh nặng đối với người nông dân trước vụ đông xuân năm 2021-2022 bởi chi phí phân bón chiếm 21% đến 24% giá thành sản xuất lúa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo giá phân bón trung bình năm 2021 sẽ cao hơn 25% so với năm 2020. Thưa quý vị, hiện đang bước vào vụ thu hoạch trái sầu riêng. Nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng, đang vui mừng khi sầu riêng được mùa, được giá. Cụ thể, trái sầu riêng bán tại vườn với giá trên 60.000 đồng một kg. Đây là loại cây ăn quả có giá cao nhất trong 11 loại trái cây chủ lực ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với mức giá này, mỗi hecta vườn cây, nhà vườn có lãi hơn 400 triệu đồng một vụ. Các vườn cây sầu riêng được mùa được giá do chủ vườn tích cực áp dụng các biện pháp chống hạn có hiệu quả như chở nước ngọt bơm vào vườn, sử dụng máy lọc nước ngọt tưới cho cây nên có năng suất cao hơn. Thưa quý vị, nhắc đến Bình Phước, người ta hay nghĩ đến hình ảnh của các loại cây công nghiệp lâu năm như điều, cao su, cà phê. Nhưng không chỉ có vậy, với những ưu ái về điều kiện tự nhiên như khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, Bình Phước còn có những cánh đồng lớn nằm rải rác ở hầu khắp các huyện thị trong tỉnh. Vâng, đúng là như thế. Nghề trồng lúa hiện nay phần lớn do đồng bào dân tộc canh tác. Nhờ khoa học kỹ thuật phát triển, kênh mương dẫn nước nội đồng thuận lợi. Từ lúa một vụ thì nay người dân đã có thể trồng lúa hai vụ, ba vụ, khiến nghề trồng lúa nước trở thành kinh tế chủ lực của người dân nơi đây. Thời điểm này cũng đang là thời điểm mà người trồng lúa trên địa bàn tỉnh thu hoạch vụ lúa thu đông. Màu sắc đậm đà, khung cảnh choáng ngợp và mùi hương ngọt ngào của cánh đồng lúa chín sẽ đánh thức quý vị ngay trong phóng sự sau đây. Cánh đồng Bù Môn, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đây là một trong những cánh đồng có diện tích vào loại lớn của tỉnh Bình Phước. Nghề trồng lúa ở đây vốn là nghề truyền thống và vẫn được duy trì đến hiện nay. Nhờ hệ thống kênh mương nội đồng thuận lợi, phần lớn diện tích lúa đều là lúa hai vụ với năng suất hàng trăm tấn một năm. Không chỉ có nguồn nước thuận lợi, người dân nơi đây còn thường xuyên thay đổi giống lúa cũng như là áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hạt gạo thơm, dẻo là niềm tự hào của người trồng lúa trên cánh đồng Bù Môn. Ở đây thì bây giờ là nó xà cái giống là 5451 với đời qua thám. Cái giống này nó thơm. Thơm mà ngon, dẻo gà cơm. Mình làm thì mình cũng, ví dụ năm nay mà thấp cái sang năm mình làm kiểu khác để cho nó được cái chất lượng cho mình. Chứ phải là ví dụ thấp thì bỏ luôn đâu. Mình cứ vươn lên rồi mình tìm hiểu. Đi ra rồi kỹ sư nông nghiệp đồ họ cũng chỉ đồ làm, mình làm. Mỗi khi đến mùa lúa chín, cánh đồng bao la này không vàng cùng lúc mà chuyển màu từ từ tạo nên các mảng màu sắc độc đáo. Sẽ có màu vàng nhạt của lúa mới trổ hạt, màu vàng tươi của lúa sắp gặt, màu vàng đậm của lúa đang thu hoạch, màu xanh của cây lúa non và có cả màu nâu cháy của những gốc rạ đã được cắt xong.
không chỉ là vẻ đẹp cuốn hút thị giác mà cánh đồng mùa lúa chín còn có mùi thơm của hương đồng gió nội. Mùi hương của cây lúa chín phảng phất trong không gian, mang đến một cảm giác thư thái nhẹ nhàng, cảm tưởng có thể tạm buông bỏ hết bộn bề của cuộc sống thường nhật. Khi biết ở trong đây có cánh đồng lúa thì hầu như là một tuần vô có thể là 3 đến 4 lần. Nhưng vô đây rất là thích, tại vì không khí nó rất là yên bình, với lại cái mùa lúa chín nó rất là thơm, nên là làm cho mình cảm giác rất là dễ chịu. Rất là thích, rất là thoải mái và cảm giác như là mình được về với thiên nhiên và được hòa vào với thiên nhiên, rất là dễ chịu. Từ bao đời nay, cuộc sống của người dân Việt Nam đã gắn liền với hạt thóc, hạt gạo để làm nên những bát cơm trắng thơm ngon. Cây lúa được chăm nom từ khi gieo mạ cho đến khi mạ non lớn lên và trở thành những cây lúa đầy ắp hạt. Còn gì đẹp hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cỏ bay, một nét đẹp của cội nguồn dân tộc mà mỗi chúng ta nên tìm về để chiêm ngưỡng và giữ gìn. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngành đường sắt đang nhận đăng ký mua vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Thời gian bán vé dự kiến dành cho các đối tượng hành khách này từ 8 giờ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Về kế hoạch chạy tàu Tết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân giảm, nên trước mắt ngành đường sắt dự kiến chạy 4 đôi tàu thống nhất Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dù đã mở cửa trở lại được gần 1 tháng, nhưng lượng khách đến vườn thú Hà Nội giảm hẳn so với trước. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Thành phố ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 đã tạo nên tâm lý e dè cho khách tham quan. Cũng trong tuần qua, Thảo Cầm Viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức mở cửa phục vụ du khách. Trái ngược với hình ảnh tiêu điều tại thủ đô, thông tin mở cửa trở lại của Thảo Cầm Viên được người dân Thành phố Hồ Chí Minh hết sức ủng hộ. Nhiều phụ huynh đã đưa con đến vui chơi, tham quan sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vốn nổi tiếng với nhiều quán cà phê được thiết kế độc đáo mới lạ, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Trong số đó phải kể đến mô hình cà phê cá coi, tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn được nhiều người quan tâm. Các quán cà phê cá coi không chỉ thu hút giới trẻ bởi sự độc lạ mà còn phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ, nhờ không gian nhẹ nhàng gần gũi với thiên nhiên như một ốc đảo thu nhỏ. Sau đây là ghi nhận về mô hình cà phê độc đáo này. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, cứ mỗi buổi sáng cuối tuần, quán cà phê này lại thu hút nhiều khách hàng đến thưởng thức. Điểm thu hút khách hàng không chỉ bởi không gian rộng rãi, được thưởng thức cà phê, tán ngẫu với bạn bè, mà chính là những chỗ ngồi ngay bên trong hồ cá coi, được thiết kế rất độc đáo như một ốc đảo thu nhỏ. Không gian ở đây rất là thoáng rồi mát, rồi đẹp, rồi cho con trẻ, con nhỏ nó chơi, vui đùa. Con thường đi vào chủ nhật, không gian thì rất là yên tĩnh và vui. Mấy bé cá nó bu lại nhìn rất là đẹp, con thường chụp ảnh. Hầu hết các quán cà phê cá coi ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có chung một kiến trúc cơ bản, bao gồm một hồ cạn với những chú cá coi đầy màu sắc và được điểm xuyến bằng những hòn đảo nhỏ, nơi khách hàng có thể ngồi thưởng thức đồ uống và tâm sự với nhau. Bên cạnh đó là không gian mở được thiết kế với nhiều cây xanh tạo cảm giác mát mẻ, thoáng đãng, thư giãn cho khách. Tôi kinh doanh cái mô hình cá coi này được 3 năm rồi. Và tôi chọn cái mô hình cá coi này kinh doanh. Nó phù hợp với cái giải trí, cái vui chơi của gia đình, các trẻ em nhỏ. Cái vấn đề vệ sinh và an toàn nó phải đưa lên hàng đầu. Cho nên là cái nguồn nước phải sạch, phải đảm bảo vệ sinh cho khách tới, cảm thấy vui chơi, thoải mái mà an toàn. Cà phê cá coi được xem là một trong những điểm đến thú vị, phù hợp cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ, bởi không gian vô cùng độc đáo. Khách hàng có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa chơi đùa cùng những chú cá coi đang tung tăng bơi lội ngay bên cạnh và có thể tự tay cho cá ăn. Dù đã xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã lâu, nhưng những quán cà phê cá coi vẫn thu hút lượng khách hàng nhất định và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến cà phê ngắm cá, thưởng thức đồ uống là một lựa chọn thú vị, đáng để trải nghiệm.
Mời quý vị cùng đến với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng già hóa dân số đang đến với Canada, trong khi quốc gia Bắc Mỹ này vẫn chưa sẵn sàng ứng phó. Nhiều chuyên gia cảnh báo chi phí cho cuộc khủng hoảng già hóa này sẽ đè nặng lên nhóm dân số trẻ của nước này. Theo một báo cáo mới công bố của Viện Thông tin Y tế Canada, trong vòng một thập kỷ qua, tỷ lệ người cao tuổi tại Canada đã tăng 4% lên mức 18% hiện nay và đến năm 2030 dự kiến sẽ lên mức 23%. Ngân hàng Hoàng gia Canada cảnh báo việc giảm số người lao động sẽ gây áp lực lên nguồn thu ngân sách, trong khi chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe lại gia tăng. Theo các nhà nghiên cứu, mức độ nhập cư cao có thể làm giảm tác động của quá trình già hóa xã hội, nhưng không thể đảo ngược nó, và trong tương lai, Canada có thể phải đối mặt với việc ngày càng có nhiều người già yếu được đưa vào các viện dưỡng lão, nhận được sự chăm sóc không đầy đủ, ngay cả với chi phí không ngừng tăng. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục chìm trong khói mù độc hại khi nồng độ bụi mịn tại nhiều khu vực cao cấp hàng chục lần so với mức an toàn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tình trạng khói mù này đã kéo dài suốt từ đêm ngày 4 tháng 11 khi người dân liên tục đốt pháo ăn mừng lễ hội ánh sáng Diwali của đạo Hindu bất chấp lệnh cấm bán mặt hàng này. Tại nhiều điểm nóng, chỉ số chất lượng không khí có nồng độ PM2.5 trung bình vượt ngưỡng 400 microgram trên mét khối, cao gấp 15 lần mức giới hạn an toàn hàng ngày của WHO. Chính quyền thành phố New Delhi đã triển khai gần 150 xe bồn chứa nước để đi dọn rửa khắp thành phố nhằm giảm bớt tình trạng ô nhiễm, song chất lượng không khí vẫn sẽ ở mức không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người bị bệnh về đường hô hấp. Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc vừa đạt bước tiến mới khi phi hành gia Vương Á Bình đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Vào khoảng 20 giờ 30 phút theo giờ địa phương, phi hành gia Vương Á Bình cùng với phi hành gia Trác Chí Cương đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện hoạt động đi bộ ngoài không gian và không gặp bất cứ vấn đề nào khi liên lạc với trung tâm kiểm soát tại trái đất. Đây là hai trong số ba phi hành gia đang tham gia sứ mệnh không gian mới nhất của Trung Quốc, dự kiến kéo dài trong vòng 6 tháng và cũng là sứ mệnh lâu nhất từ trước tới nay của các phi hành gia Trung Quốc. Để xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung, các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận hành cánh tay cơ khí, thực hiện các hoạt động bên ngoài không gian và kiểm tra chuyển đổi mô-đun. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ với đợt bão tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay. Đợt không khí lạnh này cũng gây gián đoạn giao thông đường bộ tại nhiều khu vực ở Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên lo ngại về các đợt bùng phát dịch cúm. Tuyết rơi dày trong những ngày qua cũng làm gián đoạn giao thông đường bộ trên toàn Bắc Kinh. Đã có hơn 160 tuyến xe buýt ở Bắc Kinh đã phải tạm ngừng hoạt động, trong khi nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa một phần. Chính quyền thành phố đã ban hành cảnh báo vàng về các đợt không khí lạnh, gió lớn, đường đóng băng và bão tuyết. Đợt không khí lạnh và mưa tuyết đầu mùa này làm gia tăng quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch cúm, đặc biệt là trong bối cảnh hơn 20 thành phố ở miền Bắc Trung Quốc ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với vườn Nhật Bản ở thành phố Assen, vùng Flandes của Bỉ, khu vườn mang phong cách Nhật lớn nhất châu Âu. Đây là nơi du khách thường đến vào mỗi mùa xuân, thu để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên. Hãy cùng theo chân phóng viên để ngắm những khoảnh khắc tươi đẹp này, quý vị nhé! Cách thủ đô Brussels, 1 giờ lái xe, bạn sẽ đến một nơi mà cảm thấy mình như đang ở Nhật Bản. Cho dù bạn đến vườn Nhật Bản của Hasel để chiêm ngưỡng hoa anh đào vào mùa xuân hay là sắc đỏ của những cây phong vào mùa thu, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng. Với diện tích 2,5 hectare, vườn Nhật Bản ở Hasel là một trong những khu vườn Nhật lớn nhất ở châu Âu. Được hình thành vào năm 1992 với sự hỗ trợ của thành phố Itami, thành phố Nhật Bản kết nghĩa với Hasel. Khu vườn mang phong cách đặc trưng của Nhật Bản thế kỷ thứ 17. Đi dạo trong khu vườn này cho du khách cảm giác được ghé thăm một nền văn hóa khác, được đắm mình trong một không gian yên bình với ao, suối nhỏ và thác nước. Ngay từ khi xây dựng khu vườn, các nhà thiết kế Nhật Bản đã tích hợp các loài thực vật hiện có của khu vườn và thêm các loài thực vật đặc trưng của Nhật Bản như anh đào và cây phong. Anh Công Thanh thân mến, anh có yêu thích đồ gỗ hay không ạ?
Tôi không chỉ thích mà tôi còn khá am tường về các món đồ gỗ. Và bằng chứng là trong nhà thì cũng có khá nhiều món đồ trang trí hoặc những đồ dùng nhỏ nhỏ xinh xinh làm bằng gỗ. Vậy thì anh có nghiên cứu sâu về quá trình sản xuất ra những món đồ thủ công mỹ nghệ hay là mình chỉ có siêu tầm những món đồ gỗ ấy thôi? Nói thật là tôi cũng không có thời gian để mà tìm hiểu về các công đoạn làm ra những món đồ gỗ ấy đâu. Vậy thì ngay bây giờ, tôi xin được mời anh Công Thanh cũng như là tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo chân phóng viên Lina đến thăm một cơ sở tiện gỗ ở ngay thành phố Đồng Xoài để khám phá xem những người thợ ở đó họ làm ra những sản phẩm ấy như thế nào nhé. Chiếc hộp này có thể đựng được bánh kẹo, mứt, hạt dưa gì đó cũng được. Có thể đây là một cái lựa chọn cũng khá hay trong ngày Tết đúng không ạ? Và còn đây nữa, đây là một chiếc ấm tích. Và chiếc ấm này có thể sử dụng được nha quý vị. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái vật dụng khác được mô phỏng theo những cái vật dụng trong gia đình. Ví dụ như là ống đựng tăm hay là gạt tàn, hoặc là những cái bộ có thể dùng để thờ cúng. Quả thật là khi mà bước vào đây á thì tôi thấy cảm thấy rất là thích thú, bởi vì là có rất nhiều cái vật dụng mà mình có thể nhìn thấy, cũng có thể là sử dụng hàng ngày. Và một điều quan trọng đó là tất cả những vật dụng này đều được làm từ một chất liệu, đó là gỗ. Và những cái chất liệu gỗ nào để có thể làm nên được những cái vật dụng như thế này thì ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe anh Nguyễn Văn Chinh, chủ cơ sở ở đây, chia sẻ nhé. Thưa các bạn, đây là những cái sản phẩm mình được làm ra từ những cái dòng gỗ tự nhiên. Có một số là nó là gỗ rừng nhập khẩu ở bên châu Phi, và có một số là gỗ tại vườn của gia đình nhà mình. Mình có thể tận dụng những cái cây gỗ mà người ta có thể là cắt dọn những cái khu vườn để mình tận dụng, mình làm ra những cái sản phẩm đẹp. Ví dụ như là gỗ tràm, gỗ sạc cừ, gỗ mít, rồi có thể tận dụng từ những cái cây dừa, nó không bị để lãng phí. Cái cơ bản đó là mình nắm bắt được theo là cái sở thích của từng khách hàng. Ví dụ có vị khách thì người ta thích nó cong hơn một xíu, hoặc là nó mập hơn một xíu, nó gầy đi một xíu, nó tùy theo từng sở thích của từng người. Nhưng mà phần lớn thì nó sẽ theo cái độ chuẩn chỉ, đó là dáng nó phải đẹp, và thứ hai là cái vân gỗ nó phải có. Những cái cảm hứng để mà mình làm được những cái sản phẩm này á, thì mình phải áp dụng nhiều vào cuộc sống đó. Đây là một chiếc máy rất chi là chủ lực trong cái ngành nghề của chúng tôi. Nghề tiện lục bình hoặc là tiện những cái đồ gì á, thì bắt buộc phải có cái máy tiện này mới tiện được. Ngoài cái máy thì Lina còn thấy là bên cạnh đó có rất là nhiều những cái dụng cụ là bằng kim loại. Thì không biết là những cái dụng cụ này sẽ được sử dụng trong những cái công đoạn nào để mà làm nên những cái sản phẩm đó? Trong nghề chúng tôi gọi là những cái con dao tiện, để tiện những cái đường nét ở trên một cái sản phẩm như thế này đây, thì bắt buộc phải có những cái con dao thì mới tiện được ra những cái đường nét như thế này. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã thổi hồn vào những thân gỗ vô tri một cách sáng tạo và tinh tế, biến gỗ thành những vật dụng không những để trang trí mà còn có giá trị sử dụng. Qua câu chuyện này thì chúng tôi cũng muốn quý vị thêm yêu cuộc sống quanh mình và ý thức hơn những điều bình thường, giản dị. Đến đây 20 phút của chương trình Cà phê sáng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.